Chào cả nhà mình ngày mới, ngày 17 anh em. Sáng hôm nay là ta nhơi toàn bộ áo mưa. Nguyên lô áo mưa, anh em nào có nhu cầu theo áo mưa, cần áo mưa thì theo dõi nha. Nó đủ các loại luôn. Hôm nay là tổng cộng là 20-30 cái hay. Đây là một con áo mưa Badoshi. Hiếm có nha. Nhanh tay chốt chùm em này. Con này bẩn rất là đẳng cấp, rất là quý phái luôn, sang trọng nữa chứ. Vai của nó là 51, mưa này không có ướt nha anh em. Vai 51. Áo đi mưa khác, đi tuyết khác nha anh em. Dài là 104, dài 104. Ai có phọc dáng cao cao là y hệt như áo Badoshi này. Ở đây nó có dơ một chút nhẹ, dơ đất thôi. Màu xanh, hàng của lính Mỹ à. Xanh mực, xanh đen của lính Mỹ luôn. Em bao hàng cấp phát cho anh em này. Một tem này. Nó là size gì đây? Mắt em sao tự dưng nhìn nó nhòa nhòa mắt là sao ta? Con này là đời 75 US Alpha. Đó là đời 75 đàng hoàng nha. Năm 75 á. Size của nó là 40R. Đều và đẹp, nói chung con này mới đều và đẹp. Trời ơi, có con này mà bẩn thì thôi phê luôn. Có túi có tiếp đàng hoàng này. Con này là 7, nói chung là size free size. Nếu như 50-60kg em bẩn vẫn được này, đúng không? 50-60kg em bẩn vẫn được này. Mà 7-80kg và 8-90kg hết đát là 8-90kg luôn. Nói chung cái loại này nó rủ như em tuổi tầm ký nào cũng chơi lọt hết. Chốt cho em 1,2 triệu mã 28. Mở hàng đầu like giùm em con này nhé. Hàng này nói đúng ra là một năm mới gặp được 1-2 con thôi, chứ không phải là khi nào cũng có. Badoshi của áo mưa đây này. Chốt cho em mã số 28. Rồi tiếp một con áo mưa Multicam 2 da. Áo mưa Multicam 2 da của lính Mỹ nha. Con nào Mỹ em nói Mỹ nha anh em. Con này là Smoreller mới kem 2 da. Cái mũ này thì anh em mà sử dụng, còn không sử dụng thì cắt vào trong cái nắp này nha. 60-70kg. Còn cái dòng này là nâu ngắn hơn cái áo M65. Dài áo là 76. Roller 76 thì thằng Roller của thằng kia là 78-80 á. Rồi 60-70kg mới kem. Mới kem xà beng nha. Ai mua con này thì chốt giùm em giá là 650, mã 32. Mới kem nha. Nói đồ cũ thì nhiều nhưng mà đồ mới cực kỳ hiếm nha anh em. Cho anh em dòm cái miếng dán của nó cái. Nó còn mới cờ đấy luôn á. Chơi con này thì đẹp. Dài có 70 thì cao có 7-76 thì anh em tầm 1m dưới 1m7, 1m6 đến 1m7 là ok. Thế một con mưa cánh dơi này. Cái dơi này dòng biệt kích cho nên nó không giống mấy cái dòng rần ri nha. Con này đây dòng chữ của nó anh em này. Dòng chữ này. Đây là mặt trái có dây chạc đầy đủ nha. Mặt trái của nó thì cũng có một chút ron nhẹ nhẹ. Còn mặt phải của nó thì đây. Đấy, mặt phải của nó thì đây. Và trên cổ cũng có một chút ron nhẹ nhẹ. Ron này là để cho nước nó đỡ vào thôi. Còn cái nút bằng cái mũ này. Cái mũ này đây, nó rút cái dây này vào đây là nó dúng nguyên cái cổ của mình nha. Nó rút nguyên cái cổ của mình, nó dúng lại. Đấy, ok không? Rồi, con này hoàn hảo. Đang còn 93%. Chốt giùm em con này 1 triệu mã 33. 1 triệu mã 33 nha.
Ủa anh gì vậy? Anh gì bữa hôm qua có một cái rồi mà chưa có chốt. Mã 33 nha anh em, hàng cấp phát đàng hoàng nha. Mã 33 1 triệu. Tiếp một con ong mưa, một bộ mưa này. Một bộ mưa là hai lớp. Một bộ mưa rần ri hai lớp cùng màu tuyệt đối nha. Con này là 100% ni lông, 100% ni lông thì anh em không có sợ ướt phải không? 100% ni lông, con này size medium rayon. Không phải medium short. Medium short là 7 80 kg. Nhưng mà chiều dài của áo này thì nó chỉ bằng có 71 à. Chiều dài có 71 à. Quá là đẹp, chiều dài hơi bị hiếm mà có nha. Hiếm mà có nha, áo quần mới và đẹp luôn này. Con này thì bao ron đẹp rồi, bởi vì nó còn kèm thêm là 100 ni lông nữa. Ron này. Cho em nhìn cái ron của nó này. Không. Quá kín luôn. Ron quá kín luôn. Cái này là ngủ liền chứ không có phải rời chứ nhé. Mũ liền luôn nhé, không có cắt được đâu hết. Nhưng mà trên cái mũ của nó thì có một cái nắp, gọi là cái mai, mai mũ ấy à. Quần áo này, cái bụng này là 80, căng hết cỡ là 90. 80 mà căng hết cỡ là 90, size medium đó. Dài quần là 100, bung ra thì 102. Tem này cùng size cùng ấy luôn, đẹp và đều nha. Ron ngon lành cành đào luôn. Đó. Rồi, quần cũng ok, ngon lành cành đào luôn. Ở đây nó bị dính dơ, dính lông. Rồi, ai ưng chốt cả bộ này dùm em là 1,2 triệu mã 29. Cả bộ này nhá, 1,2 triệu mã 29. Nó tương tương là được rồi, còn tuyệt đối thì không có tuyệt đối đâu. Cùng size. Cùng size, cùng màu. Ai ưng chốt giùm em 1,2 triệu mã 29. Mã 29 nha anh em, nguyên bộ này luôn ha. Được có một bộ duy nhất áo mưa thôi này. Rồi tiếp một con áo mưa của hai da của không quân. Không quân đang còn bằng của lính không quân này. Con này là mũ rời, mũ liền mà cất ở trong này. Con này là size medium regular. 7-80 kg, còn mũi tiên luôn. Dài áo là 76. Dài áo 76. 550 mã 31. 70 đến size medium này, 70 đến 80 kg. 70 đến 80 kg, con này đẹp quá trời này. Mới chốt nhanh giùm em nha. Ai ưng chốt nhanh giùm em nha. Ông mưa em lô này về em chỉ có được có chừng này trong line này thôi. Và ngày mai không có nữa đâu. Tức là nói tóm lại là được có một like duy nhất là áo mưa. Thì anh em mà vừa cái nào thì tranh thủ chốt nha. Rồi tiếp một bộ áo mưa nữa. Có một bộ này thì đấy, bộ áo mưa này. Quần hơi vàng vàng, nhưng mà cái bông của nó, bông của nó là cái bệt màu màu vàng vàng nhiều hơn. Tức là vàng nhiều, xanh nhiều. Cái dòng này là của dòng đi săn, của lính Mỹ mà đi săn á. Nói về đi săn thì anh em nghĩ là nó đi săn nó có bẩn để ướt á. Con này dài áo là 72, nó không có vai lấp lăng, không có đo được nha. Loại này hai lớp. Hai lớp của lính Mỹ dòng đi săn. Con này size to đó. Áo đều và đẹp. Áo này là phải 8-90 kg vừa. 90 kg mới vừa. Đấy, được hai bộ. Được hai bộ.
quần này, quần này, quần này. Đấy. Tương đối, không có tuyệt đối anh em. Con này màu xanh này nhiều, con này thì cái màu này nhiều, màu nâu nó nhạt hơn chút. Rồi cái bụng thì free size bụng 82, căng hết cỡ là 92. 92 thì chắc chắn là quần với cái quần, cái áo này thì không vừa, chỉ có bận cái áo này. Với tính cách là người 70-80kg mà bụng áo hơi rộng một chút thì mới được, mới chấp nhận được. Dài quần là 102 luôn, đều và đẹp nha. Nói về quần thì mới kít, quần này là phải 96%. Rồi ai ưng bộ này chốt giùm em là 1 triệu 30. Tất cả là hàng của Mỹ hết anh em. Cái dòng quần mưa thì anh em có cái miếng dán ở dưới á, có miếng dán ở dưới ống quần, anh em dán ôm cái ống quần lại cho nó gọn chứ không có để thịt thừng được nhá. Ống quần đây này, thấy không? Khi anh em bận quần này anh em có cái miếng dán này này, dán đôn lại, đôn lại thì ống nó nhỏ lại chứ để phình phình đi nó to lắm. Mã 30 1 triệu nha anh em. Tiếp một con áo mưa hai da, à hai lớp, Bắc ca hai lớp. Con này của Mỹ, size large regular là 80-90kg. 80-90kg, ron vẫn còn ngon lành này. Ron vẫn còn ngon lành, 80-90kg. Đây còn một cái bằng của không quân. Tức là bằng kim loại, bằng kim loại của không quân. Con này đều và đẹp nha em. Đều và đẹp ha. Con này 93-95%. Ai 80-90kg thì vừa con này. Em đo chiều dài nha. Dài áo của nó là 73. Nó 73 khiêm tốn này. Ai ưng con này thì chốt giùm em này. Ai 80-90kg mới vừa nha. Chốt giùm em 550 mã 34. 550 là trên cái này là có hai của cái này là chắc phải gỡ ra rồi. 550 là em phải gỡ cái pin này ra nha. Cái pin này là 200.000 mất rồi, không có thể bán như vậy được. 550 là bán cái áo không thôi. Cái pin này là ở trên cái mũ chốc M65 á. Mình lên pin là 200.000 một cái pin này rồi, là bằng kim loại đó. Rồi, chốt cho em 550 mã 34. Mình phải để cho công bằng cho những con áo khác cho nó công bằng chứ không. Đã sale áo mưa này bình thường là tới 800 rồi. Giờ sale có 500 gì, 550 rồi. Rồi tiếp con áo mưa của không quân. Áo mưa của không quân là hai da. Con này là Salad Roller mới kích luôn. Con này Salad Roller cùng mũ là cắt vào đây luôn nhá. Salad Roller thì nó là 80-90kg. Mới. Dài áo là 79. Hồi nãy con kia có 73 thôi, con này tới 79 nè. Roller của nó mỗi con mỗi kiểu, không có giống nhau, nó không có dứt khoát. Đây có bằng không quân này. Rồi ai ưng con này chốt giùm em là 550 mã 20 mới nha, mới tem luôn, mới tem sập em luôn. Mã 20 ạ. Tiếp một con áo hai lớp của Bắc Ca của thằng Sa Mạc. Cho anh em dùng cái ron này. À. Con này là size medium regular 100% ni lông nha. 100% ni lông là anh em tha hồ yên tâm mà chơi nó này. 70-80kg.
dài áo của nó là 73, con này là regular 73, con kia là 79. À, tùy phụ thuộc chiều dài để mình lựa chọn nha anh em. Con này mới keng 96 đến 98 100 600 nghìn mã 17. 70 đến 80 kg. 70 đến 80 kg. Sa mạc 3 màu. Chơi mùa đông á, em gửi anh em mùa đông mà anh em quất áo mưa vào nó ấm nghịt luôn. Bởi vì chất ni lông 100% là nó nín, nó bí, là hơi của nhiệt của mình trong cơ thể nó không thoát ra vào ngoài, không xen vào được. Là anh em tha hồ ấm, anh em còn quất thêm cái gì nữa thì tùy anh em. Rồi, chốt giùm em con này 600.000. 600.000 mã 17 nha anh em. 600.000 mã 17 nha. Tiếp một con áo này là áo mưa phùn, không được mưa to đi nha. Mưa to là sẽ ướt. À, con này mưa to là sẽ ướt, có mũ ở trên nha. Con này cũng của Mỹ. Nó là size medium regular mới kem xà beng. Ai mưa nhỏ phùn phùn cần đi hoặc là trời lạnh bẩn con này. 70 đến 80 kg. Dài áo là 75. Cần đi vào buổi sáng sớm trời sương mù thì bẩn con này. Đó, ai ưng chốt giùm em con này là 300.000 mã 18, con này 500 mà giờ bán cho 300.000. Ở đây là có cái túi nhưng mà túi giả thôi nha. Nó làm cái túi giả thôi chứ không phải túi thiệt. Con này là 500.000 của em đó. Giờ bán cho anh em toàn là bán sale, bán mấy không à. Bán giá sale hết rồi. Mới khui hàng mà bán giá sale này. Mã 18. Tiếp một cái quần mưa này là quần hàng, gọi là quần phòng hóa, cứu hộ, cứu hóa, phòng hóa, nhưng mà nó lại dạng đi mưa. Đi mưa. Ở trên này có hai cái đai dù á, hàng của Mỹ nha anh em. Salad. Đây, tem của nó này. Ở trong này ron này. Cứ ngắp, cứ đơ luôn. Ron của nó kinh hồn luôn. Cái thằng này á thì rồi để em đo cái bụng nha. Con này là dù bền, bền muôn kiếp luôn. Wow, bụng 126 anh em có thể đôn về được 10 phân. Có đây đôn này. Cái này cái tập về. Nguyên cái dây dù này là giá trị lắm rồi nha. Đúng ra những cái dòng này nó còn sử dụng qua phòng lạnh của ẩm thực của Mỹ á. Trong phòng lạnh á. Nhưng mà cái này thì nó đúng nghĩa của nó là nói chung là đã sử dụng, dễ sử dụng. Mình hợp phần nào mình chơi phần đó anh em ạ. À. Ở đây nó bị dơ này. Bị dơ này. Ở dưới này cũng có một vệt dơ nữa nha. Mà cái vệt dơ này nói chung con này như kiểu chưa có sử dụng luôn á. Cái dây như M65 này. Dây quần này như kiểu chưa có sử dụng luôn. Lai chưa có bị bệt một cái gì nhưng mà nó bị dính dơ. Anh em nào mà về mà sửa hay là bẩn kiểu gì đây ta. Nó như vậy bố. Dây. Bạt cà mát chứ. Như bạt cà mát á. Rồi bán con này 350 mã 19. 350 mã 19. Tiếp một con áo mưa hai da không quân. Hai áo mưa hai da không quân mũ cất ở đây nha em. Con này là 100 ni lông size medium regular, 100% ni lông này. Size medium regular 70-80 kg. Con này cũng mới và đẹp luôn. Dài áo là 76.
96% đồ mới. Đây có hai cái túi ở đây nha. Đây hai túi thiệt ở đây và túi đây thì đầy. 550 mã 21 7 đến 80 kg. Chiều cao thì nó ngắn như vậy thì cao 1m6 đến 1m7. Không có nhất thiết là 1m7 trở lên. Chốt mã 29. Tiếp một con áo mưa canh dơi. Áo bịt kích canh dơi. Cái dòng chữ của nó này. Dòng chữ này anh em nhìn dòng chữ giùm em đi. À. Đó. Đây là mặt trái và đây là mặt phải này. Mặt phải là bên này chữ nó rõ ràng hơn ha. Còn cái ron này, cái ron anh em nhìn ở trên cái cổ có ron nha. Đây là mặt trái. Ron này. Con này là bán 900 ngàn mã 23. Nó chỉ có cái ron này thôi. Còn tất thì đều như nhau. Và con này là dây chạc mất. Dây chạc mất cho nên bán 900 ngàn nha. Qua cái mặt phải của nó thì đây là mặt phải này. Đây là mặt trái. Đây là mặt trái. Và đây là mặt phải này. Đấy, mặt phải này. Mặt phải là cổ cũng có ron nha. Cổ cũng có ron nha. Nói tóm lại là nó có ron. Và trên cái đầu của nó là em thấy keo nó. Nó dán keo nó hơi cong cong. Hơi cong cong này. Đấy. Mặt trái này, mặt phải này. Ok nha. Bán 900 ngàn. 900 ngàn nha anh em. Ai đang chốt giùm em mã 23. Mã 23. Cái này là do nó không ăn vì chất ni lông là keo này nó nhã. Em phải dán từ lưa hết. Rồi tiếp một cái bạt ca mát beo. Bạt ca mát luôn nhá. Ở trong này có tem dập này. X-Lab của Mỹ á, lát nha. Em dập cái bạt này thì thôi rồi anh em bận muôn kiếp mới hư. Cái dàng này như kiểu hàng cứu hộ luôn á, hàng cứu hỏa luôn á. Nó to và dài nha em. Con này vai lấp lăng. Anh em mua bạt ca mát để cắm trại như thế nào là con này như vậy á. Dày. Rồi con này dài là 1m. Vai lấp lăng không có đo được nha. Bên này đều. Nó có dơ một chút nhẹ nhẹ nha mà. Có dơ một chút nhẹ nhẹ. Ăn nhầm gì không? Đây có dơ nữa này. Ở sau lưng này. Ok. Nhưng mà con này thì muôn đời muôn kiếp muôn khổ luôn. Anh em mà sử dụng con này thì muôn kiếp mới hư. Trời ơi, nó to. Con này là trên 90kg được luôn. Cái dây khóa của nó là IKK, của hãng IKK. IKK ha. IKK là một trong những cái hãng mà nổi tiếng mà lớn nhất rồi. À. Rồi, ai ưng chốt con này dùm em 500.000 mã 22. Chơi là muôn đời nha. Con này là mệnh như áo măng tô á. Nói chung là nó to, nó 90 chứ mình bận áo mưa mà. Đâu có phải ấy đâu, nó vừa dùng dây kéo này. To. Ai mà cao thì quất con này thì phải bài luôn. Còn mà thấp đừng có chơi chứ. Anh nào mà thấp em nói thiệt bận vào là như kiểu là chú lùn đó. Rồi tiếp một con áo hai da. Áo mưa hai da. Cái mũ không xài, cắt cho nó gọn, lùng thùng. Con này cái tem nó bay ở đây. Slap Roller. Slap mới, áo còn rất là mới nha. 80 đến 90kg. Dài áo là 80. 550 mã 24.
mới 96-98% luôn, 96-98% luôn. Ai chốt con này dùm em 550, mã 24-80kg nha, 80-90kg mới vừa. Tiếp một con mưa, con này rần ri, áo mưa, nó là thuộc về dòng bịch kích luôn. Con này là thường có đời mà nó có cái tem dập ở đâu rồi ta. Con này nó tem dập nó đi du lịch đâu rồi á, hiện tại là nó không có cái tem nào nữa hết. Đây là nó bận được hai mặt luôn anh em, sử dụng được hai mặt luôn nha, mặt trong và mặt ngoài. Nhưng mà cái túi này là túi giả, túi là túi giả chứ không phải túi thiệt. Mưa, áo mưa rần ri, bịt kít, nhưng mà con này không có đời thì cho nó rần ri cho nó lẻ. Dài áo là 92, dài áo là 92, ô, dài, mới, 90kg trở lên luôn. Nói đúng chuẩn là cái 90 là thoải mái xinh sang à. Cái mũ là mũ liền nha, không có cất vào đâu được hết. Cái này sử dụng bằng dây kéo, sử dụng bằng dây kéo này, dây kéo nhựa màu xanh. Rồi, ai hơn con này thì chốt dùm em 400.000, mã 26, nó là chất ni lông cho nên nó keo nó muốn bay rồi. 400.000 nha nghe, 400.000, mã 25. Tiếp một con áo mưa màu xanh. Cái này mũ này có cất được không ta? Mũ này không cất được luôn. Cái vế cổ này tem thì không có in. Cái này tút ra không ra được hả? Cái khóa này nó bị rít trong rồi, nó bị rít khóa rồi anh em ạ. Kéo thì kéo dây lên được mà xuống không có xuống được này. Xuống tới đây mà nó bị chẹt ở dưới này mất rồi. Nó bị chẹt ở dưới này, áo thì màu xanh đẹp quá à. Có một lớp à, áo mưa này được có một lớp à, màu xanh rêu. Con này đẹp, đẹp lắm á. Con này của Canada à, của Canada. Mà cái dây kéo này nó này, đây này, em kéo lên thì do mình đẩy này, chân cao chân thấp này, do mình đẩy xuống á, khi đẩy xuống á, đẩy xuống không bằng nhau mà là kéo lên rồi, cho nên làm cái dây kéo nó đây, nó đi lên thì đi ngon lành như vậy á, mà đi xuống là đó nó mắc. Thì cái này em sẽ sửa lại nha. Con này cũng 80-90kg luôn, to, có mũ Canada, mưa Canada. Chốt 500.000, mã 26. Áo này dài nha, áo này dài như áo qua đồ si luôn á, dài áo là 100 luôn anh em ạ. Bán rẻ. Chốt giùm em 500.000, mã 26. Rồi, một con áo mưa nữa là hết. Con áo mưa của Navy Seal Haya ở trên này có mũ luôn nha. Mới ken sabeng size medium regular, mới kit luôn. Cái dòng này thì khỏi phải chê đi, hàng của Mỹ hết, mới ken, còn có tem luôn này. Dòng này đắt nhất 800.000, mà 27, 70-80kg.
mới 97 à, 996 đến 98%. Dài áo là 78. Áo này bán đắt nhất chứ, ở bên Thái giờ mua con này là 1 triệu rồi. Chứ đừng nói là khui ra để mà bán giá này đâu nhé. Rồi chốt giùm em là 800.000 mã 72. Mới và đẹp. Đây còn có túi nữa. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em ha. Hẹn anh chị em tối nay 7 giờ, à, quên, trưa nay chứ. Áo này còn mới này. Khiếp không? Mới kít luôn. À, trưa nay 11 giờ ta lại tiếp tục giao lưu nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thì chịu khó theo dõi nha. Tuy là không mua nhưng mà anh em cứ vẫn xem. Xem để cho nơi đây là một cái sân chơi lành mạnh. Một cái sân chơi để rằng anh em đừng có đam mê những cái chỗ mà nó không lành mạnh nha anh em. Cứ vào xem, không bắt buộc anh em phải mua đâu. Cứ vào xem thoải mái. Em là vậy đó. Mình cứ xem để là miễn là anh em tốt là em cũng cảm thấy tốt lắm rồi. Miễn em có thể giúp ích gì được cho anh em là ok á. Em cảm ơn và chúc anh em buổi trưa vui vẻ. Bye.